xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 22: giải trình tự gen thế hệ mới giúp tầm soát ung thư. Cơ thể chúng ta được hình thành từ các tế bào. Các tế bào được lập trình sẵn nhờ trình tự DNA. Trình tự DNA được hình thành từ các trình tự A, T, G, C. Qua đó, quy định quá trình phát triển của tế bào và cơ thể chúng ta thông qua vai trò trung gian của RNA và tổng hợp nên các protein thể hiện các tính trạng. Giải trình tự thế hệ mới NGS, Next Generation Sequencing, được phát triển trong 2 thập kỷ qua, cho phép giải mã đồng thời hàng triệu đoạn DNA cùng lúc. Công nghệ tiên tiến này thực sự là một cuộc cách mạng so với phương pháp giải trình tự truyền thống Sanger, chỉ giải trình tự cho một hoặc vài đoạn DNA tương đối ngắn. Dự án bộ gen người dựa trên phương pháp giải trình tự truyền thống được đưa ra vào năm 1990, cần 13 năm và hàng tỷ đô la để giải trình tự bộ gen của con người hoàn chỉnh. Với NGS, tất cả các gen từ tế bào có thể được giải trình tự cùng một lúc, kết hợp với các siêu máy tính để phân tích. Một bộ gen hoàn chỉnh có thể được sắp xếp theo trình tự trong một vài ngày với giá ít hơn 1.000 đô la cho mỗi bộ gen. Và thực tế cho thấy, NGS có ý nghĩa hết sức to lớn và ứng dụng trong nghiên cứu và điều trị nói chung và ung thư nói riêng. Trong lĩnh vực ung thư, nó được ứng dụng cho việc tầm soát, chẩn đoán, phân loại bệnh và trị liệu. NGS trong xét nghiệm di truyền, tầm soát các hội chứng ung thư di truyền. Khoảng 5-10% ung thư là do di truyền. Xét nghiệm di truyền đã được sử dụng cho bệnh nhân ung thư di truyền trong hơn 10 năm ở Mỹ và châu Âu. Trong đó, phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để thử nghiệm di truyền là giải trình tự Sanger. Tuy nhiên, vì các gen liên quan đến ung thư di truyền là rất lớn và không có điểm đột biến đặc biệt, do đó sự phát triển NGS cung cấp nhiều cơ hội hơn cho xét nghiệm di truyền để phát hiện ra các gen này và cả các biến thể hiếm gặp. Hầu hết các xét nghiệm ung thư di truyền bằng NGS sử dụng các bản gen cố định cho từng loại ung thư nhằm giảm chi phí cho bệnh nhân. Các công ty thực hiện giải trình tự thường có nhiều loại bản gen khác nhau tùy vào số lượng gen và loại ung thư. Vì cho phép kiểm tra nhiều gen cùng một lúc, NGS cải thiện đáng kể tỷ lệ phát hiện ung thư. Nhiều bệnh nhân ung thư di truyền đã thử nghiệm âm tính với các biến thể di truyền, nhưng với NGS, việc phát hiện và tìm ra nguyên nhân dễ dàng hơn. Xác định đột biến ung thư mới bằng NGS. Công nghệ NGS, đặc biệt là WES, Whole Exome Sequencing, giải toàn bộ các mã gen hóa, và WGS, Whole Gen Exome Sequencing, giải trình tự toàn bộ bộ gen, cho phép phát hiện được các đột biến tế bào chồng sinh dục và các đột biến soma mới hiếm gặp. NGS đã sử dụng thành công để xác định đột biến mới trong nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư tụy, ung thư bàng quang, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư phổi tế bào nhỏ, ung thư tuyến tiền liệt, bệnh bạch cầu tủy cấp tính và bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính, cũng như phát hiện các đột biến mới trong những loại ung thư thường gặp như ung thư vú, ung thư đại trực tràng. Phát hiện DNA ung thư trong máu bằng NGS. Trong máu các bệnh nhân ung thư thường chứa các tế bào ung thư CTC và DNA bướu lưu thông trong máu ctDNA được hình thành từ khối u nguyên phát hay từ các khối u di căn. Chúng có thể được dùng làm các chỉ dấu sinh học phát hiện ra ung thư với việc dễ thu nhận CTC và ctDNA thông qua sinh thiết lỏng. Giải trình tự từ các mẫu sinh thiết lỏng này là một phương pháp có hiệu quả lớn trong việc sàng lọc, chẩn đoán và đưa ra quyết định lâm sàng. Quyết định và điều trị lâm sàng. NGS đã cho phép các nhà nghiên cứu và điều trị làm sáng tỏ hàng trăm gen liên quan đến ung thư, từ đó giúp phát triển các liệu pháp và đích điều trị mới. Liệu pháp nhắm trúng đích có tiềm năng hiệu quả hơn và ít độc hại hơn quá trị liệu pháp điều trị truyền thống cho bệnh nhân ung thư. Liệu pháp điều trị nhắm trúng đích, tức là liệu pháp dùng các loại thuốc chuyên biệt để khóa sự tăng trưởng và lan tràn của tế bào ung thư, can thiệp vào các phân tử đặc hiệu, các phân tử đích trong cơ chế sinh ung và sự tăng trưởng của khối bướu. Một số ứng dụng và phương pháp đã được ứng dụng như imatinib BCR ABL và trastuzumab HER2 hay dùng các hạt từ plasmonic được nhắm mục tiêu EGFR đã được chứng minh là có hiệu quả hơn trong việc ức chế sự phát triển ung thư phổi.
NGS, ứng dụng cho điều trị ung thư cá nhân. Mỗi bệnh nhân có chứa các đột biến hay các biểu hiện gen khác nhau dù có thể mắc cùng loại ung thư. Do đó, việc phát triển y học cá thể hóa là một trong những đích đến của NGS. Từ kết quả NGS một người xét nghiệm có đặc điểm ít ác tính trung bình hay ác tính cao sẽ có liệu trình điều trị khác nhau. Trong khi đó, kết quả từ các phương pháp xét nghiệm truyền thống chỉ xác định là âm tính hay dương tính, với các bệnh nhân dương tính sẽ được điều trị như nhau. Hơn nữa, khi một bệnh nhân không đáp ứng với một liệu pháp điều trị, từ kết quả NGS có thể tìm ra các loại thuốc hay liệu pháp khác thay thế dựa trên biểu hiện gen hay các thụ thể gen trên từng bệnh nhân. Biểu hiện gen là quá trình liên quan đến việc chuyển đổi thông tin di truyền chứa trong gen thành sản phẩm trong tế bào. Phương pháp giải trình tự cho biết mức độ biểu hiện các gen ở mức độ phân tử RNA là sản phẩm được phiên mã có từ DNA. Trong tế bào chúng ta có 30.000 đến 40.000 gen. Tuy nhiên, mức độ biểu hiện của các gen là khác nhau, tùy vào chức năng mỗi tế bào cũng như thời điểm và đặc điểm sinh lý của tế bào đó. Thụ thể gen là các phân tử tiếp nhận tín hiệu và giúp truyền tín hiệu cho tế bào. Thụ thể gen là các gen mã hóa cho các phân tử thụ thể đó. Vì chức năng giống như phân tử truyền tín hiệu, các thụ thể có vai trò quan trọng trong quá trình tế bào đáp ứng với các loại thuốc. Tuy có nhiều ưu điểm, NGS vẫn còn một số hạn chế nhất định và cần thời gian để thực sự có thể ứng dụng rộng rãi. Một trong những giới hạn lớn để NGS được đưa vào ứng dụng là chi phí. Chi phí đầu tư về hệ thống máy NGS, hệ thống siêu máy tính để phục vụ việc giải trình tự cũng như phân tích kết quả lớn, nên giá thành mà người bệnh cần chi trả để thực hiện còn khá cao so với các phương pháp truyền thống khác. Một số dùng trên bộ gen khó giải trình tự, qua đó làm kết quả giải trình tự không chính xác ở những chùm gen này. Bên cạnh đó, mẫu lấy để giải trình tự có thể không đại diện hết được khối u do vị trí tế bào trong khối u khác nhau có thể mang những đột biến khác nhau. Sự thật, trong tương lai, việc sử dụng NGS để tầm soát, sàng lọc ung thư là hoàn toàn có thể và còn có nhiều ứng dụng khác. Thạc sĩ Trịnh Vạn Ngữ. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Bằng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.